tôi đến đây với chủ đề đời công nhân. Và cũng như thường lệ, quý vị xin chào đón những đóa hoa xinh đẹp nhất của cái tháp Lô Tô Mỹ Nhân Ngư. Kính thưa quý vị, đầu tiên xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu. Chúng ta cùng chào đón hai nữ công nhân xinh đẹp, người đẹp Hà Anh và người đẹp Tây Hồ. Trời, tôi mới giới thiệu xinh đẹp đó trời. Tiếp theo, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đến với tổ trưởng người đẹp Đang Thư. Và đêm nay cũng là đêm chủ nhật, đêm cuối tuần quý vị. Và cũng là một ngày cuối của tuần diễn của 2022 mà cái tháp Lô Tô Mỹ Nhân Ngư xin phục vụ cho quý vị cho xuất phát tối đêm nay. Vậy là kính thưa tất cả quý vị, trong buổi tối đêm nay thì cái tháp Lô Tô Mỹ Nhân Ngư xin hãy phục vụ tất cả quý vị với một chủ đề hết sức là dễ thương. Dạ, chủ đề đời công nhân. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và chúng em biết là ở đây chỉ có rất nhiều tất cả quý vị chúng ta đã từng hiện tại đang làm trong các nhà máy, các xí nghiệp. Và hy vọng rằng trong đêm ngày hôm nay thì chúng em sẽ mang lại cho tất cả quý vị và các bạn một cái chủ đề gắn liền với cuộc sống cũng như là công việc của tất cả quý vị. Và kính chúc cho tất cả quý vị trong buổi tối đêm nay sẽ gặp nhiều may mắn nhé. Và kính thưa tất cả quý vị, và đêm nay cũng là một chủ đề mà tri ân mà ban tổ chức cùng tất cả người đẹp muốn gửi gắm đến quý vị và những bà con cô bác là những người xa nhà. Và chúng ta là những người công nhân đi lập nghiệp để kiếm đồng tiền về quê. Thì sau khi còn có một vài ngày nữa chúng ta sẽ bắt đầu đi trở về quê thăm gia đình. Thì đêm nay sẽ là một đêm mà những người đẹp bên Lô Tô Mỹ Nhân Ngư chúng em sẽ tri ân quý vị. Thì cũng kính mong tất cả quý vị và cô bác nào cũng thương thì mà tham gia tham dự chúng ngồi cho chúng em dòng lời đầu tiên, dòng lời tốc hành. Dạ, dòng lời siêu tốc, dòng lời tốc hành đầu tiên, mỗi tờ lá vé là 3 con số 10.000 đồng quý vị. Dạ, ủng hộ giùm em đi quý vị ơi. Dạ, trên tay những người đẹp chúng em còn sẵn lại là 3 tờ lá giấy cuối cho dòng lời đầu tiên quý vị ơi. Một tờ lá vé 3 con số chỉ có 10.000 thôi quý vị nhá. Đối với dòng lời đầu tiên, dòng lời bán hàng quý vị cũng kính mong tất cả bà con cô bác nào thương thì tham gia tham dự. Dòng lời này có mấy người bán vé? Nhí dài nữa nhỉ? Nhí với thẳng. Rồi Nhí còn chữ dễ nhắn ra Nhí ơi. Dạ, cũng kính mong tất cả quý vị. Và đặc biệt trong loại này quý vị là 10.000 là 3 số. Và đặc biệt chỉ kêu đúng một con cờ là quý vị sẽ nhận qua. Đó là một phần thưởng quý vị ha. Thì chúng em sẽ kêu vài dòng trong khi sẽ đợi những vị khách quý và những mặt thường quân đã theo dõi và luôn ủng hộ suốt một chuyện thời gian qua cho cái tháp Lô Tô Mỹ Nhân Ngư. Cũng kính mong quý vị tới đêm nay ủng hộ cho chúng em thật là nhiệt tình quý vị. Vậy là kính thưa quý vị, chỉ sau vài vòng loại siêu tốc thôi quý vị. Dạ, khi quý vị nào đông đủ hơn chúng em sẽ phát hành liền tay nhận tờ là vé Lô Tô cho vòng loại đầu tiên luôn quý vị nha. Rồi, dễ nè Thắng ơi, qua bên Nam Ban trai được Cưng ơi. Đâu rồi, Nhí ơi, qua đây được Cưng, còn không? Hết hả?
Nghe hết rồi. Mình lên xuống thì tụi bay chia tay tập trung bài sáng bắt đầu. Yo, xuống. Còn giá đồng thắng. Xuống gì đây ơi. Xuống gì đây mấy gì ra mấy gì ra. Xuống gì ra cũng chờ gì ra mấy gì ra mấy gì đây mấy gì ra. Cung đàn bẻ gãy á. Còn không? Đối với người dùng lời thật ghế đây là tụi ơi. Còn đi bên đây là thắng ơi. Ba anh trai ngồi bàn đầu nè. Rồi hết chưa? Còn một vé hả? Trời ơi còn một vé. Ban đầu vé rồi Thắng ơi. Bên kia chạy rồi. Bên đây nè. Qua đây nè cưng. Qua đây nè. Số tiền đành cho mấy cỡ ra mấy cỡ ra. Ai đang đi trên đường để ai lắng nghe bao câu hò tình mê. Dù đi anh, dù đường khuya em dám đưa anh về. Dù đường khuya. Còn một vé cuối cùng cho mấy cỡ ra mấy cỡ ra. Còn vé nữa ơi. Rồi số luôn. Số gì đây còn mấy gì ra còn chờ gì ra mấy gì ra mấy gì ra. Ông ấy vội vàng ôm cây đàn mà bẻ gãy. Con số 7. Con số 7. Và con số 7 là con số đầu tiên và đoạt giải trên dòng loại đầu tiên của dòng loại tốc hành. Đoạn số 13 trực tiếp cho một cái phong bì cái dòng loại đầu tiên luôn ạ. Đó. Số 7 đoạt giải chúc mừng anh trai luôn. Nước da đen đen dễ thương ghê luôn. Rồi dòng loại 077 đúng loại. Số 7 cho một phong bì cho anh trai luôn. Trong lời chiều qua chúng ta sẽ quý bọc ra phần dùng bọc mấy dòng lời mới luôn quý vị. Rồi hồi ơi cho hai anh trai bên đây nè. Anh trai bên đây nãy giờ dòng trước chưa có vé nè. Dạ rồi đó. Ba người người vé ba vé giùm em đi anh chị ơi. Dạ. À quên. Rồi giờ mới chút lời chiều thế chúng ta sẽ đánh nhanh rút còn cùng đi bạc còn mấy chị này lâu hơn một lúc trời luôn quý vị ha. Đặc biệt hôm nay với sự có bạc của nam ca sĩ. Dương Thái Quân quý vị. Vậy Dương Chí Quân. Trời ơi bà con cô bác ơi. Đó ăn hộp dưa quá Chí Quân luôn quý vị ha. Đó. Rồi bà con bác ơi chúng tôi tham gia. Chị chúng mình nhanh tay còn lè rồi quý vị. Rồi hồ cô Như Cưng ơi. Ba Thư ơi. Còn hai vé. Dạ số động lại đôi ba tờ lá vé cuối thôi quý vị ơi. 10.000 cho ba tờ lá vé ủng hộ giùm em quý vị mình nha. Rồi quý vị nào có vé ta chuẩn bị hướng mắt dành sẽ bắt đầu dò số quý vị ơi. Rồi, hết vé, hồ hết vé thôi. Quá xuất sắc luôn. Hết luôn, sổ luôn. Số tiền đàn cho mấy cờ ra, mấy cờ ra. Mấy cờ ra, mấy cờ ra, mấy cờ ra. Có ai mua sầu đi, có ai mua sầu đi. Xin dịch chân ghé quán em bán sầu điên. Em bán sầu điên, bán thịt cá chiên chiên. 30 nguyên. Dạ con 30 đọt giặt. Nữa hả? Rồi, 30 đọt giặt đúng không phải hết. Dạ rất là may mắn quý vị. Ai? Ông nữa kìa. Ông nữa hả? Rồi. Ừ là trời. Trời ơi. Biết chơi bê hay không? Biết không? Không. Rồi rồi là trời. Rồi cho dùng qua cho anh trai luôn. Rồi dùng lời dùng qua chơi quý bọn quý vị. Rồi một cái bao lì xì dành cho anh trai luôn. Giờ này cái thưa quý vị dùng lời dùng qua đã không còn cho chị nữa. Rồi quý vị ủng hộ giùm em dùng lời mới luôn quý vị ơi. Vẫn là 10.000 đồng cho một tờ lá vé 3 con số luôn quý vị mình nha. Sao con hồ nãy đi cái tướng ngộ trời. Rồi có tiền mà con bán được từ tham gia đến giờ luôn kìa. Ai giống nhí bán người ta? Nhí không? Nhí hồ. Nhí hồ. À. Nhí thắng, nhí thắng. À. Rồi mình lên đường xuống thì ta bên trên tay tập trung vào sáng đâu. Do số. Đó chị em chị nhí rồi. Rồi bạn có bán được từ tham gia đến giờ chứ nhanh tay gọn nào quý vị ơi. Còn bé nhé thắng rồi. Rồi thanh nhí còn một vé cuối quý vị ơi, 10.000 đồng trên tay năm thanh định thanh nhí nữa quý vị ơi. Ở kìa chị gái kìa, chị gái kìa. Rồi nhí hết vé, thắng còn nhiêu thắng ơi. Số chị đang có mấy cờ ra mấy cờ nó chơi tay còn cái gì được rồi. Ê còn á, còn ba vé. Rồi đây, ơi, đây qua đây. Ba cái mắt chị cần chưa thấy nè. Nè cho hai chị gái nè, rồi anh trai bên đây nữa nè. Rồi nhanh lên thắng ơi. Số tiền đàn có mấy cờ ra, mấy cờ ra. Mấy cờ ra nhắn tay lên nè. Còn không? Còn đen qua cho anh chăm đây đi. Đó. Cười. Số gì ra, mấy gì ra, cuộc đời gì ra. Không mấy gì ra, mấy gì ra, không mấy gì ra. Bắt kim tha, cả lan đi rợt gột. Qua kèo là kẹo qua cột. Con số 1.
Còn số 1 là số đoạt giải quý vị. Đó, ai có số 1 đem lên trên nhận quà giải thưởng quý vị ha. Đâu, đâu. Quý vị ơi, ai? Rồi. À, chị gái luôn, cho con bị luôn em ơi. Rồi, chúc mừng chị gái đã đoạt giải qua con số 1. Vậy ra dòng lợi vừa qua đã không còn giá trị nữa. Quý vị ủng hộ cho em dòng lợi mới cho tấm lấy giấy mới luôn quý vị nha. Một dẫn là 10 ngàn đồng chúng ta là vé 3 con số luôn quý vị mình ơi. 10 ngàn 3 con số, 10 ngàn 3 con số. Dòng lợi siêu tốc đánh nhanh rút gọn luôn quý vị mình nha. Ủng hộ liền tay giùm em quý vị ơi. À, dòng lợi này là người đẹp Tây Hồ với lại Đan Thư bán vé quý vị mình nha. Rồi kính mong tất cả quý vị và cô bác tôi tham gia. Thì ngoài ra chúng em sẽ phục vụ cho quý vị và dòng tốc hành. Và một lát đây nữa đợi đông đủ hơn, chúng em sẽ phục vụ cho quý vị 3 dòng loại mở đầu cho dòng loại lô tô. Đặc biệt đêm càng khuya thì chúng em sẽ bắt đầu nâng giá trị sản phẩm nhằm trí âm và cô bác. Đặc biệt dòng loại áp chót chúng em có một vui dòng loại là quy đổi trả. Dạ kính thưa quý vị, dòng loại quy đổi vé đó quý vị, dòng loại quy đổi trả thì chúng em sẽ hai tờ là vé cũ quý vị sẽ được đổi thành một cái phiếu bốc thăm trúng thưởng. Và khi quý vị đã trúng phiếu bốc thăm trúng thưởng, quý vị sẽ bước lên sân khấu, chúng em sẽ có một cái vòng quay may mắn. Quý vị vui lòng mình quay cái vòng quay giúp em. Dạ, cái mũi tên và dạ, đó nó trúng vào cái ô nào thì quý vị nhận hôm qua là... đó quý vị đã có một chị gái do dòng qua nó nhận được một cái vali rồi. Ở trên đây còn hai cái vali nữa trúng luôn đi bà con cô bác, nhiều lắm và đoàn em còn rất là nhiều đã không quý vị ha. Đó, đêm qua một cái vali màu gì quên rồi. Màu xanh. Màu xanh. Thì đêm nay sẽ còn là màu là yellow và màu blue. Và blue. Blue. À, hôm qua cũng cái này luôn nè. Rồi, đêm nay sẽ nghe blue đúng không? Rồi, có vé chưa tư? Rồi, Hồ ơi, còn bán vé Hồ ơi. Ồ, còn, hả? Bán vé. Rồi, hết luôn rồi. Rồi, bây giờ xuống đi, tụi bây giờ đây tập trung vào sáng đâu. Do số. Số gì đây, tụi bây giờ ra mấy cờ ta. Mấy cờ ra, mấy cờ ra, mấy cờ ra. Môi tắm là môi bao tư tình. Em xin gửi lại anh với tất cả cuộc vui. Cũng xin gửi lại anh rồi mãi em theo chồng. Đời đây em vẫn nhớ mấy tất cả đầu tiên. Hai chục nguyên. Còn 20 quý vị. À, 20 là số độc giải. À, dễ thương đó. Quá dễ thương luôn chị gái. Rồi, đi bây giờ chị quả dễ thương luôn anh trai ơi. Chị đem một cái bao lì xì dành cho chị gái luôn. Vậy đó, dòng lời chị qua đã có khách giải may mắn đoạt giải. Quý vị ủng hộ em dùng lời mới cho tấm lấy giấy mới luôn quý vị ơi. Tiếp tục quý vị ơi, tiếp tục luôn quý vị ơi. Đánh nhanh rút gọn quý vị ơi. 10 ngàn đồng chúng ta là giá 3 con số luôn quý vị nha. Rồi quý vị nào chưa có vé chăm xin một cánh tay của quý vị đi quý vị ơi. Dòng lời này là người đẹp Tây Hồ và không có hả? Nhí hả Nhí? Nhí à? Nhí Thắng. Rồi mình lên xuống tiền thì phải chỉnh tay tập trung và sắp đầu vào số luôn mày ơi. Rồi rô đai luôn chúng ta mời. Rồi người đẹp Tú Quyên ơi, ủng hộ đi Tú Quyên, lấy cái lọc Quyên. Lấy cái lọc đó mình mua mấy cái kia mình trúng nhiều hơn cơ. Thôi chưa? Hả? Không có bán hả? À chứ đâu nghe được gì đâu. Còn nhé không nhé. Còn hai vé cũng về ở đây đây cho hai chai luôn. Ôi mấy này dễ thương ghê mày ơi. Bắt cóc thì lấy số điện thoại đi. Thắng ơi. Thắng ơi. Thằng luôn nó chạy quá trời. Rồi hết vé. Nhí hết vé luôn hả nhí? Sổ luôn. Sổ gì ra, mấy gì ra, cuộc đời gì ra, con mấy gì ra. Em gái Dường Quê. Em gái Dường Quê. Cuộc đời trong ra trong giấc không. Dòng mưa dài nắng mà em biết yêu chẳng. Mười lăm, mười lăm, mầm lười, mầm lười. Kìa, đó, xa xa phải không? Chị đâu rồi, đâu chị rồi không, chị? Trời ơi. Đôi chồng lại kính thích cho mình phục vụ bà con bác luôn quý vị. Trong khi chờ đợi những vị khách chúng ta đến đông tín đồ hơn, thì cũng kính mong tất cả quý vị bà con cô bác nào cũng chưa tham gia tập dự chúng em nhanh tay gọn lẹ quý vị ha. Rồi, ba chồng lại này chúng em sẽ bắt đầu phục vụ chúng vị dùng loại lô tô đầu tiên. Bây giờ phải là 20 đồng, quý vị sẽ nhận một phong bì giải đó là 200k. Đặc biệt sau 3 dòng loại mở màn, chúng em sẽ phục vụ quý vị với dòng loại tư và đầu nâng giá trị sản phẩm cho bà con cô bác luôn. Dạ kính thưa quý vị, dạ như đã thông báo thì trong đêm ngày hôm nay chúng em vẫn sẽ có một cái vòng loại rất là đặc biệt là vòng loại quy đổi trả hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý vị ở vòng loại áp chót. Cho nên là quý vị ơi, những tờ là vé lô tô mà quý vị nào mà chưa may mắn đọc giải đêm ngày hôm nay đó quý vị đừng có vội xé bỏ quý vị mình nha. Dạ, mình cứ giữ lại giùm em quý vị, ở vòng loại cuối mình sẽ bốc thăm trúng thưởng quý vị mình nha. Đây kính thưa quý vị, và dòng loại này cũng là dòng loại đầu tiên mà chúng em xin gửi gặp quý vị với những dòng loại đã làm lô tô. Thì khi quý vị mua vé là mà kiểm tra cho chúng em hàng ngang 4 con số đủ quý vị nha. Khi giờ là giờ hàng dọc, chúng ta đọc giải hàng ngang. Đặc biệt tối nay với sự mặt của nam ca sĩ Dương Chí Quân sẽ làm hài lòng của bác số 2 tối đêm nay. Và
để mở đầu chương trình cho sức khỏe tôi đêm nay. Xin quý vị một chào đón với tiếng hát của tài năng trẻ White Shirt. Kính thưa tất cả quý vị, sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với một sáng tác được mang tên Hình Bóng Mẹ Hiền. Cảm ơn quý vị cùng lắng nghe.
cái đẹp quài sơn với một ca khúc rất là dễ thương quý vị. Rồi và chúng ta nhân viên công chúa từ chúng em và tổng đồng là bài chi vé cuối cũng kính mong tất cả quý vị bà con các bác là công ty từ tham gia tham dự một chúng em lúc về ơi. Rồi người đẹp Tây Hồ còn nhiêu cân? Tây Hồ còn 3 vé. 2. Rồi hát luôn nhiêu cân ơi. Còn mấy ta nhìn chị coi xem. 2 luôn. 2. Rồi mình lên đề xuống quý vị là tập tay trên tay tập trung vào sáng đầu. Yo. Số. Yeah, nhâm lại đầu tiên cho tài là vé lô tô kính chúc tất cả quý vị sẽ gặp nhiều may mắn quý vị mình ơi. Chỉ còn sao động lại đó bạn tài là vé cuối rồi. Rồi người đẹp hát còn 1 vé cuối quý vị ơi. Vé cặn cho thường cho chiều đọc dạy luôn quý vị nha. Số gì đây là số gì đây cái mấy cầu ra mấy cầu ra mấy cầu ra la 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 anh chàng đẹp trai và chẳng qua nó ly cà phê hãy một cô bé thì tôi xin phép qua thật nhanh anh vội chạy theo nhìn chờ thấy bây giờ đâu em là cô tiên là cho anh những nơi nơi này con số bảy 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 không chờ gì ra mấy gì ra số gì ra mấy gì ra hai gì ra thành phố buồn lắm mơ vương cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn mà 24 24 24 24 24 số gì đây số gì đây số gì ra con số gì ra em bắt con nay chỉ chốt con số 4 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 mấy gì ra mày gì ra 4 gì ra 4 gì ra sông mái ngàn đời là người con gái chị nam 48 48 48 48 48 48 mấy gì để số gì để số gì đây số gì đây na 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 cái 52 còn chờ gì ra mấy gì ra phố đêm đèn mờ vắng vắng màu trắng như gì sao gối đầu ngủ yên đến số 10 nguyên một chục con số 10 con số 10 con số 10 cái bác chờ ra mấy chờ ra ba chị đây cái ba chị đây à ba chị đây tin 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 39 số gì đây số gì đây số gì ra con số gì ra nghĩa mẹ tình cha 43 mấy gì ra ba gì ra ba gì ra ba gì đây la 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 33 cái số gì đây mấy gì đây con năm gì đây năm gì ra sau mấy ngàn đời một con bóng Việt Nam 58 sụt một lúc 57 là tâm vé cầu hơn 57 đọt giải quý vị ơi. Bây giờ xin quý vị và con bác là chúng ta tập vé trên tay qua quà sẽ vé và vừa qua có một chủ nhân như được là số 57 đúng không quý vị. Do dùng lại kinh tiếp lên loại 20 đồng cũng kính mong tất cả quý vị và con các bác nộp tiền và tham gia tham dự của chương nhạc tay còn lèo quý vị ha. Đặc biệt tối hôm nay với sự mặt của nam ca sĩ Dương Chí Quân sẽ làm hài lòng các bác xuất hiện tối đêm nay dòng loại 015 đúng loại 57 như điểm qua thì 57 có 1 48 và 48 có 2 33 có 3 24 và 24 hợp lệ đi đâu vậy chị gái chị... trời ơi là trời rồi bốn con số cho một bốn ban luôn trao tập phẩm bên ngoài cho chị gái luôn quý vị rồi trong lời vừa qua chúng em xuống với bò và phục vụ bà con bác trong lời mới cũng kính mong tất cả quý vị bà con bác nào cũng thương thì bà tham gia tham dự của chúng nhanh tay còn lè quý vị ba trong lời này trong lời thứ hai của ba trong lời mở bàn cũng kính mong tất cả quý vị bà con bác đồng thương thì bà tham gia và tham dự của chúng nhanh tay còn lè quý vị mọi trong lời như thế và chúng em sẽ đánh nhanh rút gọn công điện bà con bác sẽ đã lâu họ lập thể và chúng em sẽ thông báo quý vị vào lịch diễn bắt đầu vào ngày tuần sau quý vị. Và tuần sau vào lịch diễn vào ngày thứ 6 là ngày 22 âm lịch là chúng em sẽ bắt đầu vào hội xuân và chúng em sẽ diễn xuyên suốt cho đến 15 âm lịch thì cũng kính mong tất cả quý vị bà con cô bác đồng cố vào đây nếu về cơ động gần xa vào đêm thứ 6 là đêm 22 âm lịch.
Và đêm thứ 6, 20 âm lịch trước ngày đưa âm 8 một ngày nữa quý vị. Và chúng em sẽ diễn xuyên suốt, diễn liên tục cho đến ngày rằm tháng giêng luôn quý vị ha. Cho nên là quý vị ơi, quý vị có thể đến để tham dự với những người đẹp của Gánh Hát Lô Tô Mỹ Nhân Ngư bất cứ mùng nào. Chưa ra mùng cũng vậy đó quý vị, chưa giao thừa cũng được quý vị nha. 22 Tết là chúng em đã diễn rồi quý vị, diễn xuyên suốt không nghỉ một ngày nào hết. Cho nên là quý vị ơi, cứ đến thật đông đủ ủng hộ giùm em quý vị mình nha. Đêm nay là 8 tây rồi quý vị, đó, bắt đầu 2 ngày nữa là số 10, là 10 tây. Đó thì sẽ có một số bà con bác về quê, còn một số anh cha chị gái đi ta ở lại quý vị ha. Vào ngày thứ vào ngày thứ 6 là ngày 13 tây, cũng kính mong bà con cô bác đến đây thật đông thật đủ để khai mạc hội hoa xuân cho Gánh Hát Lô Tô Mỹ Nhân Ngư quý vị. Đó, vào ngày 22 âm lịch, rồi sau đêm đó bà con cô bác về qua 12 giờ đưa ông táo luôn. Thì cũng nói như đã hẹn, nếu bà con cô bác nào mà đoạt giải vào đêm 23, ban tổ chức sẽ tặng cho quý vị một bộ cờ bay ngựa chạy và một bịch thèo leo cứ chuột đó. Ban tổ chức là hứa nó nói là tặng nha. Cờ bay ngựa chạy đó, và tặng cho quý vị để đi về đi ông táo về thâu trình một năm trải qua những thăng trầm buồn vui lẫn lộn, thất bại thành công, để chào đón một năm mới quý vị, năm mới năm 2023 đó quý vị ha. Vậy đây dòng loại tiếp theo vẫn là 20 đồng cho bên tài lạ vé, thì em xin 2 phút để em kiểm tra tổng kết số vé, em dò xuống nhanh dò số lẻ dòng loại này cho quý vị gọi chờ đợi luôn quý vị ơi. Rồi không còn bán vé rồi. Rồi còn 4 vé. Thưa ơi. Rồi Nhí ơi, còn nhiêu Nhí ơi? Nhí còn 3. Nhí còn 3. Hắn bao nhiêu cơm ơi? 3 luôn. Rồi mình lên ở xuống cái tiền mà con bán đầu tiên tập tham gia thì giờ chúng em nhanh tay còn lèo quý vị. Rồi, vậy còn anh ba chị gái nó tham gia thêm giờ đúng quý vị ơi. Vậy rồi quý vị ở phía xa, quý vị ơi, ở phía xa mà cuối sân bãi đó quý vị, mình cứ giơ một cánh tay để cho em đó quý vị ơi, những người đẹp chúng nhìn thấy sẽ tiến đến để phục vụ từng tập lá vé cho tất cả quý vị luôn quý vị ơi. Và dòng loại lô tô thứ hai quý vị ơi, dòng loại khởi động thứ hai đêm ngày hôm nay, quý vị sẽ nhận qua cho mình một cái giải thưởng và mua một và trúng 10 quý vị mình nha, một cái bao lì xì may mắn cho dòng loại thứ hai trong đêm ngày hôm nay luôn quý vị ơi. Và kính thưa quý vị, là còn những phần quà như là bộ chén đâu vậy ha, dầu gọi, những chú gấu bông đang chờ đợi quý vị, và đặc biệt là hai bé vali quý vị. Đó, hôm qua một bé ly đi rồi, đêm nay còn hai bé ly trở lại đó. Bà con bác nhanh nhanh tay còn lẹ để chào đón những phần quà may mắn để dành cho những vị khách mà chúng ta về quê mà không đủ đồ vì đã đem vali theo nè, chạy về luôn đó, đưa tiễn người nhỏ bạn gái về, còn bạn trai ở lại lên đi tham gia lô tô đó. Trời ơi. Rồi 20 cái đồng vô tại lá vé luôn, lại đây ủng hộ giùm em luôn quý vị ơi. Dạ, chúng ta những đẹp của em trên sôi động lên đó, ba tài là giá cuối cho cái gì ạ? Hả? Gì? Một giá hả ta? Một giá cuối cho tay nam thanh lịch quân thắng luôn quý vị ơi. Một giá cuối luôn, em cho em xin một vị khán giả với quý vị ơi. Rồi, như đẹp Tây Hồ còn ba giá luôn hả cưng? Hổng mỏng mấy nào hả? Ôi ổn bí lên luôn. Rồi, mình lên nữa xuống bị là ta phải chia tay tập trung vào sáng bắt đầu. Dạ, số. Rồi, một vé cho tay nam thanh lịch quốc thắng hộ em luôn quý vị ơi. Một giá cuối cho tay nam thanh lịch quốc thắng hộ em luôn quý vị nha. Đôi bạc cô bác ơi, giá cả giá tựa cho hai đoạn dài quý vị. Bạc cô bác đồng tình cần tham gia tâm trường chúng em nhanh tay luôn quý vị ơi. Số chuyện đây à, số chuyện đây các bác cờ ra, mấy cờ ra, mấy cờ ra, mấy cờ ra. Hơi ngâm lệ ngọt lửa trong mỗi trái tim của ta. Và hơi ngâm lệ ngọt lửa trong mỗi suy tư bạn bè. Để ta nghe lắng đọc từng con tim, còn ngọn lửa đang cháy cao trên bầu trời. Để ta nghe lắng đọc từng con tim, và ngọn lửa đang cháy trâu điểm tình mình. 59 một giá hả nhỉ? Kẹ kẹ sau lưng đó, ảnh đó. 59 số đầu tiên cùng mười gì ra, cùng mười gì ra, mười gì ra. Anh chỉ đến bên em lúc buồn. Sao nè? Vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. 17 đây, con 17 con 17, con 17, con 17 mày. Chỉ để số, chỉ để số, chỉ đầy bầu trời. Như sao sáng đêm nay. Em đi
số gì đi cái mấy gì đi mấy gì đi con cờ gì đi con số gì ra mấy gì đây về sông ăn cá về đồng ăn cam 58 số gì đây con số gì đi số gì ra con số gì ra công cha như núi mà Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn mà chảy ra 53 và trao tập phẩm bánh quà cho anh trai là một chiếc bầu chơi và tặng kẹo quỳ là một chiếc vòng tì đúng không biết rồi dòng loại vừa qua chính là sự quý bò và dòng loại này dòng loại thứ ba cũng là dòng loại thứ ba cuối cùng để mở đầu cho dòng loại lô tô đặc biệt dòng loại sau chúng em sẽ bắt đầu trị ân quý vị thêm nữa một phong bì trị giá tương là thêm 100.000 đúng không ha dòng loại này bằng công bác cũng chương thì mà tham gia tham dự một chương nhanh tay còn này đặc biệt tới đêm nay ngoài sao quý vị sẽ cùng chào đón với sự có mặt của nam ca sĩ Dương Chí Quân và để tiếp tục chương trình cho một thời điểm này xin quý vị cùng chào đón tiếng hát của tài năng trẻ Thái Bảo. Giờ và sau đây Thái Bảo sẽ được gửi tới quý vị và các bạn thân mến một tên nụ hồng mong manh. Trong gió
Xin cảm ơn và trình diễn của tên anh trẻ Thái Bảo với ca khúc đầu tên Nụ Hồng Mong Manh. Và trên đây vẫn như của chú có thể chúng em một tổng đồng là bài chia tay cuối quý vị. Cũng kính mong và cô bác được tự tham gia tập diễn chúng em luôn. Rồi nhí còn nhí ơi. Nhí. Còn hai tờ quý vị. Rồi hộ còn như cơ ơi. Ông Bí. Rồi và cô bác được tự tham gia đến diễn chúng em nhanh cứ hát luôn hả? Hát nó luôn. Một lần nữa xuống đi là tụi tay tập trung và sáng bắt đầu. Do số. Rồi nhanh tay lên cho đi. Hai gì đây cái hai gì đây đừng nên thể thốt cái hai mươi
số ba, con số ba, con số ba, con số ba, con số ba, mười chia ra mười, chia ra anh mười giữa cột, con mười một, hai cái cột, con mười một chia thành gạch vô, gạch gạch vô, con mười một, con mười một, con mười một, mày gì đây xưa, gì đây xưa, gì đây, mày dù đi chơi tối nay rồi, gặp lại để xem có con thích hay thôi rồi, một sàn thơ sàn. Mình lên đề xuống cái gì nào trong cái trên tay Quang và CDV vừa qua có một chương trình của độc giả đúng không vị? Rồi bây giờ lời đi dòng lời bắt đầu chúng em sẽ bắt đầu trí ơn quý vị lên một cái cạc 100 ngàn nữa vị ha. Là quý vị dòng lời này quý vị sẽ nhận qua đó là một phong bì chỉ giá đơn là 300k. Rồi ai là giờ chủ nhân dòng lời này quý vị ạ? Ủa ai kinh vậy quý vị ơi? Trời đất ơi! Nhỏ nào nói kinh vậy? Ra nó cũng mình ra cũng mày nữa bảo trời ơi thấy cha đó nó bảo vậy mà kêu số tiếp giờ số tiếp cái gì ơi số gì đây số gì đây bốn gì đây à bốn gì đây con đây chung tình bốn mươi chín 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 ba gì ra ba gì ra ba gì ra tình lang thiết ta nói rằng không gian ba mươi tám một lần nữa số tiền và công bán của chúng ta tấm vé trên tay qua mọi CDV vừa qua có một chủ nhân được ở số 318 quý vị. Đây chính là kinh tiếp chồng lời bắt đầu trí ở quý vị trên một cái cạc 100 ngàn. Cùng kính mong tất cả quý vị và công bán được chủ nhân tham gia tham dự chúng ta nhanh tay còn lè quý vị. Dòng lời 120 đúng lời 38 gì điểm qua có 1 48 có 2 19 19 có 3 số 3 số 3 hợp lệ. Rồi quý vị và chúng ta chơi tập bóng bên ngoài cho chị gái luôn cho tặng thêm một cái voucher luôn quý vị. Dòng lời vừa qua chỉ là sự ghi bỏ cũng kính mong bà con bác tham dự dòng lời mới. Dòng lời này quý vị sẽ được tri ân thêm một cái cạc 100 ngàn là quý vị sẽ nhận qua phong bì trị giá đơn là 300k. Cũng kính mong tất cả quý vị bà con bác đồng thị trường tham gia tham dự quý vị ha. Đêm càng khuya thì bà con bác cũng sử dụng một nhiều chương trình hay vui hấp lạ và với những vòng loại giá trị cao. Một lần nữa để tiếp tục trình xin quý vị được chào đón với tiếng hát của người đẹp Hà Anh. Vâng, xin gửi lời chào chào đến tất cả các anh chị. Một ca khúc được mang tên Hương Tình chào Vinh, xin mời tất cả các anh chị cùng thưởng thức ạ. Rồi tất cả các anh chị ơi, bây giờ tại là tất cả các anh chị thân tình ủng hộ cho bổng đồ chúng em những tờ vé ít rưỡi nhiều may nha anh chị ơi. Những tờ vé chỉ có 20.000 đồng thôi, chị thân tình ủng hộ bổng đồ chúng em nha. Bye.
phương xa, anh sẽ trở về với niềm nhớ thương. Đẹp trên quê hương, viên thắm cao trầu kết tình lửa đôi, đôi ta chung lối, em mong nó trăng rồi. Năm tháng dốc dặn trôi, tình vẫn luôn mặn môi, hạnh phúc mãi tròn đôi bọn ơi bọn. Năm tháng dốc dặn trôi, tình vẫn luôn mặn môi, hạnh phúc mãi tròn đôi bọn ơi bọn. Và xin cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều ạ. Và xin cảm ơn và trình diện của Nghĩa Điệp Hà Anh với một ca khúc rất là dễ thương quý vị. Rồi và chị tay nhân viên công chúng và tụi chúng em cùng tổng đồng là bài chia tay cuối. Cũng kính mong tất cả quý vị và cô bác nào cũng tuyên tìm mà tham gia tham dự của chúng nhanh đang tổng lẹo ơi. Đây chúng ta chung sinh thái phúc kiểm béo vậy ha. Rồi hồi của Như hồi còn 4 vé thắng của Như Cưng ơi. À lấy thêm. Rồi Sơn của Như Sơn ơi. Rồi và cô bác đồng tụi tham gia tôi còn như tôi 2 vé Như còn Như Cưng. Hết lượt mà lên đề xuống tiền là cái dịp tay tập trung vào sáng đầu. Do số số gì đây à? Gần cái tay mà lại cứ chung được gì này. Quay bên ta cái hoa bình thời. Mấy cờ ca, mấy cờ ca, mấy cờ ca. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Đôi nhân tay là xin đúng tiền và cô bán đọc tụi tham gia tập trung của mình ha. Dùng chiếc tết cặp cái thường cái hay đọc dài của mình. Chỉ có 20 đồng quý vị sẽ đồng phòng công việc chỉ giá tiền là 300k. Ngoài ra quý vị được tặng thêm một chiếc bầu trên 1 triệu đồng. Chỉ giá 1 năm có thể đi dọc Hàn Quốc và giảm giá trên dòng là 1 năm quý vị. Và ngoài ra chúng em có một dòng lời quy hội trả. Hai vé lưu tôi sẽ nhận qua một cái thứ mại. Cũng kính mong tất cả quý vị và các bác đồng tiền cùng tham gia trên người chúng nhân tay gọn lẹ quý vị ơi. Thôi vô. Số gì đây à? Số gì đây? Mấy cờ ra, mấy cờ ra. Số gì đây? Mấy gì đây? Có mấy gì đây? Mấy gì đây? Mấy gì đây? Mấy gì đây? Mày gì đây, mày gì đây, gỡ ra không mấy con mày gì đây. Nó làm bằng em tôi chưa gỡ ra, gỡ ra không mấy con mày gì đây. Kính mời kia chắc có dưới dòng này trở lại đây mà ngay cho số gỡ ra không mấy con mày gì đây. Mày gì đây, hãy đến nay bên với nhau đêm này. Hãy đến nay bên với nhau đêm này, hãy cất tiếng ca cho đời mê say. Hãy cất tiếng ca cho đời mê say. Nhìn chân nhìn chân nhìn chân ngất ngay. Con 17, con 17. Con mười bảy đây số gì đây, số gì đây, cái số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây, số gì đây, cái số gì đây, này này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi, anh là già yêu được không, yêu được không, yêu được không, thật lòng này em chỉ mong bên dòng sông người có nhớ trong mai. 22 cái mấy cờ ra, mấy cờ ra, cái mấy cờ ra, năm gì đây, cái năm gì đây. Con mười sáu, con mười sáu, con mười sáu.
show gì đây, cái số gì đây, show gì đây, cái số gì đây, show gì đây. À đi đi miền Tây sao không về đây thăm lại Cà Mau. Nằm trong cầm chơi ngày xưa cùng mình chạm nhau trong gió. Nơi miền Tây đất quê hương, nơi người ta sống yêu thương. Dù có đi nơi nào cũng còn quê hương. Sâu đậm tình người đây còn 20 con 20 con 20 đây con 20. Số gì đây chỉ là mấy gì đây, mai gì đây con phải gửi đây con số gì ra, mai gì ra. Dạ con số 2 có 1. Số 2 hôm qua có 1. 14. 14 có 2. 25. 25 có 3. Dạ 55. 55 có 4. Dạ rồi đủ tư quý. Một cái vô chơi dành cho chị gái, cho chị vô bên trong nhậm em có bao lì xì. Dạ, trong nhậm em có lì xì luôn nha. Dạ rồi, kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, vòng loại tiếp theo vẫn là một tờ là vé 20.000 đồng. Thì quý vị sẽ nhận qua cho mình giải thưởng một cái bao lì xì 300k kèm theo là một cái voucher giảm giá đến từ công ty Tasmania Tour cho quý vị nào có nhu cầu đi du lịch trong mùa Tết này luôn quý vị mình ơi. Kính thưa quý vị, và sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với tiếng hát của người đẹp Chu Sa. Và để tiếp tục chương trình xin gửi quý vị một ca khúc được mang tên Tình Dài Thơ. Và đêm nay là em giọng hơi khang tiếng, cũng kính mong tất cả quý vị và cô bác cũng có gì sơ sót cùng thông cảm bỏ qua quý vị.
vào sáng tác của kim ca sĩ Ngọc Sen, ca khúc Tình Dài Ngờ. Kính chúc tất cả quý vị có một buổi tối thưởng thức âm nhạc vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Con 40 con
Sẽ vào tại là vé điểm kiểm tra một lần nữa tại là vé của chúng ta trên làm cầu quý vị nha. Rồi quý vị, và dòng lời vừa qua đã có chương trình đột nhập số 15 quý vị ha. Rồi, dòng lời 062 đúng rồi.
15 gì điểm qua? Dạ có 1. 25? Dạ có 2. 49? Dạ có 3. 51? Dạ hợp lệ. Rồi cho phần bên ngoài chị gái luôn quý vị. Gia dùm lời vừa qua, chúng ta xuống quý bảo ra phần dùm bạc bởi dùm lời mới. Cũng kính mong tất cả quý vị và cô bác đồng chương trình và tham gia tăng chiều quý vị ha. Đặc biệt tối đêm nay quý vị sẽ cùng chào đón với sự có mặt của nam ca sĩ Dương Chí Quân sẽ làm hài lòng các bác vào xuống án tối đêm nay. Và để tiếp tục chương trình trong tối đêm nay, xin quý vị cùng chào đón tiếng hát người đẹp Đan Thư. Dạ rồi, kính thưa tất cả quý vị và ngay từ bây giờ thì để tiếp nối chương trình trong tối đêm nay, Đan Thư xin được trình bày ra một ca khúc được mang tên Nửa Xuân Này Vắng Anh quý vị nha.
này và chiến đấu cuối cũng kính mong tất cả quý vị và cô bác đã từng tham gia tham dự quý vị ha. Và hiện tại thì nam ca sĩ Dương Chí Quân đã có mặt tại sân khấu chúng tôi quý vị. Cũng kính mong tất cả quý vị và cô bác cũng từng tham gia tham dự. Một lần nữa chúng em sẽ thông báo về lịch diễn chúng em tuần sau quý vị. Và tuần sau bắt đầu vào ngày thứ sáu là chúng em sẽ bắt đầu vào hội xuân, là rơi vào ngày 22 âm lịch quý vị. Và chúng em sẽ diễn xuyên suốt cho đến 15 âm lịch. Thì bà cô bác nào có mặt ở đây giấu từ cửa động gần xa đến tận đông tận đủ vào ngày 22 âm lịch để khai trương hội hoa xuân quý vị. Một lần nữa quý vị là chúng ta tay tập trung vào sáng bắt đầu do số rồi hội của chú hội. Còn một cái cuối quý vị bà cô bác được sự tham gia tham dự chúng em nhanh tay cùng lại đó quý vị ơi. Sao mà chưa xong ơi, năm vé rồi nhí ơi, nhí ơi hết rồi. Còn một cái cuối quý vị bà cô bác được sự tham gia tham dự chúng em nhanh tay luôn quý vị. Số tiền đây à, số tiền đây các bạn cầu ra mấy cầu ra mấy cầu ra mấy cầu ra. Rồi còn ai tham gia thì cái cuối quý vị ơi, cái cần cái thời gian rộng dài quý vị, một cái cuối về cuối cùng mấy cầu ra các bạn cầu ra mấy cầu ra. Rồi còn ba chiếc là mặt trường quân tham gia được cái cuối quý vị ơi, một cái cuối tay rồi rồi còn một cái không phải ủng hộ quý vị. Rồi số luôn, số tiền đây số tiền đây các bạn cầu ra mấy cầu ra. Số gì ra con số gì đây?
và cô bác nữa chúng ta có tấm vé trên tay Quang và sẽ lấy vé của quý vị. Vừa qua quý vị chủ nhà được con số 38. Sao chị? Trời, cái số 14 gì điểm qua? Dạ 14 có 1. 34. Dạ 34 có 2. 47. Dạ 47 có 3. 60. Dạ 60 hợp lệ. Rồi cho là vẫn ngoài cho chị gái luôn quý vị. Nơi trong lời chuyện qua chúng ta sẽ quý bà ra phần dụng bà bác trong lời mời quý vị. Cũng kính mong tất cả bà cô bác nông trường thì bà tham gia tâm dụng của chúng nhanh tay còn lẹ đi ha. Và để tiếp tục chương trình cho buổi tối hôm nay, xin quý vị chào đón tiếng hát của người đẹp Tây Hồ. Vâng, và để đến chụp chương trình ngày hôm nay thì họ sẽ được tất cả mọi người bài hát được mang tên Duyên Nợ Miền Tây. Thương là thương em rồi mong.
diện của tài năng trẻ người đẹp Tây Hồ với ca khúc được mang tên Duyên Nợ Biệt Tây quý vị. Và dòng lời này chúng tôi cũng tổng đồng là về phía cuối, cũng kính mong tất cả quý vị và cô bác được thực tình tham gia. Người đẹp ngoài sân còn 4 vé quý vị ơi. Rồi Nhí ơi, còn như cưng 2 vé, Thư còn như Thư ơi, tôi còn 5 vé, Han còn như cưng 5 rồi hả? Rồi Thắng ơi, Thắng ơi, bé một lần nữa xuống tiền hợp với trên tay tập trung vào sớm đầu do số. Rồi nhân tay là chuyện gì của chú anh Thầy ơi, là cũng kính mong tất cả quý vị và cô bác đọc thương tập tham gia tập dự chúng ta tăng tay còn lè quý vị. Và hiện tại nam ca sĩ Dương Chí Quân tại các bạn tài sản đấu chúng tôi quý vị ơi. Rồi hai dây cuối và cô bác đọc thương tập tham gia tập dự quý vị ơi. Giờ thì mình nghĩ giờ tay lên nghĩ ơi. Đó hai dây cuối về. Đó hai dế ít chuỗi nhiều mai và cô bác ơi. Xuống gì đây à? Người đẹp Hoài Sơn cũng hai dây cuối các vị ủng hộ cho người đẹp Hoài Sơn. Hai dây cuối ít chuỗi nhiều mai và bây giờ ai có cái cuối tay xin mời hướng bắt phải sáng bắt đầu cho số. Số gì đây à, mấy gì đây không mấy gì đây, mấy gì đây tuổi đời chắc đứng coi có con đai lờ buôn để biết bóng mờ nhạt nhòa hồn lặng tâm từ đi vào gì bàn bên tình không chung lối mà người tiếp cho nhau ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò dù em rất mong vừa tròn tình thắm môi nồng niềm dài lưu luyến hẹn nhỏ trong thương yến thì bạn bước theo chàng em sang ngang rồi chôn kỷ niệm màu thương nhớ hôn lên tóc mềm lề sò thắm mất đôi mi xin em một lời cho ước nguyện tình yêu vui cuộc yêu không thành thôi giá từ đi người ơi thôi giá từ đi tầng ai có 12 con 12 có 12 nhà 12 là số đầu tiên quý vị mà cô bác nào có số chặt vô số 12 quý vị ơi con 12 con 12 có mấy cờ ra mấy cờ ra có mấy cờ ra bầu trời như sao sáng xin quý vị và các bạn được
ra vé vừa qua có một chuyên nhân dự giọng số 5. Dạ rồi, chuyên nhân đoạt giải có số 5 lên sân khấu giùm em nè quý vị. Rồi, chúc mừng anh trai. Rồi dùng lại tiếp theo dạy là 20.000 đồng cho mình tạo lá vé. Có thể sẽ nhận qua giải thưởng một cái bao lì xì kèm theo là một phần quà đến từ gánh hát là Tô Mỹ Nhân Ngư quý vị mình nha. Giờ đây con số 5 thì điểm kia qua. Số 5 có 1. Giờ 12. 12 có 2. 23. 23 có 3. Giờ 55. 55 có 4. 55, 23, 12 số 5 được chú ý. Giờ đây kính thưa tất cả quý vị, vòng loại tiếp theo vẫn là một tờ lá vé 20.000 đồng. Quý vị ủng hộ giùm em rồi quý vị mình ăn. Dạ kính thưa quý vị, và sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng quay trở lại với tiếng hát của Nam Thanh Lịch, Thái Bảo. Vâng, và để thay đổi không khí thì sau đây xin được gửi tới quý vị và không được bắt tên Huế và em.
quý vị và các bạn vừa nghe qua các khúc Huế. Và em mặc dù là em ở ngoài cái gì tiền nói cái gì mà tự nhiên quên ngáng mà tiêu đâu, thì chị là tiếp đi, em không nói nữa đi ha. Rồi quý vị và một câu, quý vị và thưởng thức qua một cái gì hết chứ gì thưa quý vị. Này lúc mà em đứng đây nghe anh Đạt nói gì không, để chị thuật lại nha ha. Anh Đạt nói này là mặc bộ đồ này rất là dễ thương, rất là nhu mì hả, thôi lấy từ làm sao là sao ta anh nói tất cả cái nào cũng đẹp á. Ờ đúng rồi. Ờ quá cái gì con này nó vô gì ta đang nói. Một lần nữa xuống tiền được tới trên tay thật chưa xấu đâu do số rồi chưa ghé đâu mọi người ơi. Hồ và Duy Tân ơi còn 4 vé mà xem mà xem sao còn 3 vé từ Hồ Duy Tân ơi, thôi hết hả, 6 vé dưới còn gì nhé em anh nhé, dưới còn 4 đợt bạc con bác đâu thuộc từ tâm gia chịu của chiến dân Tây Gòn này đó quý vị. Số gì đây? Hey, mày gì đây? Mày gì đây? Ra không mấy con mày gì đây? Hey. Mày gì ra? Không số gì ra? Số gì ra? Sai đã thành ở đây em sống không về. Sao nhỉ? Vì nhau em bảo về với em tay vui hơn. Vì đây mình bước nhau lúc về đây mình sống vui. Vì đây mình có nhau lúc chẳng bao giờ buồn. Số gì đây? Mày gì đây? Không mấy gì đây? Mày gì đây? 10 năm rồi anh xa em như chim xanh bên tổ tôi tình. Rồi anh bơ vơ em trong lòng niềm thương người nhớ một người bên nẻo về đã thành mây mây không còn anh bây giờ chỉ chờ em thôi với người tình ơi. Hôm nay anh về chiều nghiêng nắng sẽ đường vẫn có dù vẫn có cũng có lối về lối đi về ngập đầy hoa người tình ta đó. Mãi đi tìm hình bóng ngơ chân lạc lối một bước xa xa 45 cái số đầu tiên là số 45 quý vị, bạn có bán được gạch chiều của số 45 đầu tiên nè luôn đi ơi. 45 cái mấy cờ ga mấy cờ ga cái mấy cờ ga hôm qua anh đi xa và có nhớ anh không. Hey. Anh mong sao thật mau để về thăm em chiều nay bán cho em cao thơm khói bóng bóng xinh xinh. Nhưng anh không cười vẫn bất ngờ cho em là nhà con số ba đi sẽ gì đây số gì đây cái sẽ gì đây số gì đây sẽ gì đây số gì đây con sẽ gì đây số gì đây con sẽ gì đây số gì đây ai đi xa chẳng mơ mà trùng dương ơi người ơi sao xa xôi phương trời lưu lạc ơi người ơi người ơi em mau quay về em chờ đợi những ai người ơi em mau quay về cho thỏa lòng những ai đây con số hai số gì đây số gì đây số gì ra con số gì ra này ngựa ô tiếng nhà ăn cướp xuống sâu câu hò gửi bố nàng ơi băng qua núi đèo cao cao chập trùng đưa nàng về nhưng sâu xuyên với chôn tầng 59 số gì đà mày gì đà mày gì đà đi trên sông vào một biển trăng rằm mai treo lưới nhẹ tựa sông vô lòng anh mê say em hát mắt sáng long lanh mà cả dòng sông là hương lúa ngàn ngày mà cả dòng sông là hương lúa Việt Nam 58 của 58 mấy gì đây số gì đây mấy gì đây mấy gì đây có mấy gì đây mấy gì đây anh chàng đẹp trai ngồi trong quán bên đi cà phê hay một cô bé xinh thật xinh bước qua thật nhanh anh vội chạy theo thì mang tay bé hồ đau em là cô tiên là cho anh ngẩn ngơ thật thờ na 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 na
57 số gì đây số gì ra con số gì ra số gì đây con số gì đây số gì ra con số gì ra mắt kim thang người lắm biết rỡ còn quá nghèo là nghèo quá còn con 11 con mười một cái hai gì đây ha hai gì đây cái hai gì đây hai gì đây kể từ lúc con son lên xa ra con bước đó học trên mới đây thì gà con bắt nhìn sư hai đứa trong đêm khuya ừ ừ 24 ngày 24 24 24 24 24 số gì đà mê gì đà mê gì đà thấy không chị rồi kia xem kỹ mắt cận rồi được ok dễ thương quá tuyệt vời luôn anh ơi Facebook em là Chu Sa nha dạ Facebook em là Hoài Sơn chồng mấy con này nó cạnh tranh nhau lời 082 đúng rồi 45 diệp qua gì 45 có một 25 có hai số sáu có ba 58 hợp lệ anh có số tài khoản liên chuyển qua cho anh nha anh chớp trò chớp luôn rồi lần này em thua rồi quý vị ơi anh chớp với con kia rồi đó cao đài luôn nói dùng lời vừa qua chưa xong bảo ra phục vụ bằng quá dùng lời mới quý vị và hiện tại nam ca sĩ Dương Chí Quân đã có mặt tại sân khấu chúng tôi quý vị ha cũng kính mong quý vị và cùng bạn cùng chơi và tham gia năm dương để tiếp tục đón trên chương trình này xin quý vị trở lại tiếng hát của tài năng trẻ Hoài Sơn. Kính thưa tất cả quý vị, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhạc phẩm được mang tên Mùa Xuân Đầu Tiên, có một quý vị cùng lắng nghe. Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đây anh trở về thăm em bao lần hồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến anh ơi hoa thắm rơi ngập đường trời nắng xế
ơn và thiện diện của Gideon Question với ca khúc đầu tên Mùa Xuân Đầu Tiên. Đó. Rồi quý vị và chúng ta nhân viên của chúng ở từ chúng em và tổng đồng lại bài chỉ bên cuối. Cũng kính mong tất cả quý vị bà cô bác đồng thời tham gia tham dự quý vị ha. Hồ còn nhiêu cơ ơi? Hai rồi, dễ thương quá hả anh? Hai luôn. Thắng. Một rồi, một lần nữa xuống tiền là phải chặt tay. Tập trung vào sắm đầu. Giờ số về bà cô bác đồng thời tham gia tham dự chúng em nhanh tay gọn đè đúng quý vị ơi. Đó, giờ chúng em cảm thấy được hay đồng dài quý vị. Đó, nhanh tay quay bên nào qua bên đây đúng quý vị ơi. Bằng lá đưa đây quý vị sẽ còn được nhận qua trong lợi là quy đổi trả. Và hai tờ là vé lô tô cũ quý vị sẽ được đổi thành một cái phiếu bốc thăm trúng thưởng. Và khi quý vị đọc giải cái phiếu bốc thăm trúng thưởng, quý vị sẽ tiến lên sân khấu và chúng em có một cái gì vậy trời. Chúng em sẽ có một cái vòng quay may mắn quý vị nha. Và quý vị cứ quay đều, quay đều, quay đều. Và quay vô cái dòng nào lành lãnh hòa, dòng đó tương ứng với gì mình nha. Và lên luôn. Rồi, sổ luôn quý vị ơi. Chúc quý vị dòng lợi này sẽ gặp nhiều may mắn. Số tiền hay số tiền anh có mấy cờ ra, mấy cờ ra, mấy cờ ra. Rồi còn một chiếc cuối quý vị, bà có bán được cho tham gia anh chị quý vị ơi. Số tiền hay số tiền hay số tiền đây à. Số tiền đây nghe 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 em và kể chuyện. Có bán tay tròn lên núi mà thật kinh. Cái phục trên anh là trừ mặt dưới. Cái tay phơi phới độc quyền mà xe tăng. Cái mặt hay nhăn là đường mà tam tạng. Cái tấm liều mạng là cô mà ngủ không. 51 dòng mà 51, 51 51, 51, 51. Con cười gì ra mấy gì ra mười gì ra. Mười gì ra con cười gì ra mười gì ra. Mười gì ra ý nhọn á nhọn có 11. Hai cây bọt thẳng băng 20 à con 11 à. Con 11, con 11 mày gì đây. Mày gì đây có mấy gì đây mày gì đây. Cuộc đời là tia nắng ấm mong tay em xanh như mơ. Hay là ngày có phố mắt trời đó chưa vừa còn nhớ. Người cuộc đời như là lá hoa. Em như đó hoa hồng sớm mai. Ai 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 42 nha. 42 42 42 mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây. Nhìn dính bóng tim đau lòng. Thương nhớ có đó với ngàn dặm ngang. Mà nó tâm đành thôi vào giết khi vào đằng xa. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Bà gì đây, cái bà gì đây, bà gì đây, cái bà gì đây. Bà gì đây, bà gì đây, cái bà gì đây, bà gì đây, cái bà gì đây, bà gì đây. Con bà gì đây, bà gì đây, cái bà gì đây. Thương lắm xứ dừa. Thương cô ba tên là Mó Hồ Gồng Chơn Mó Cày. Tìm nhau sạch miếu ba chi có thương người ta. Sao anh không về, sao anh không về. Ấy em dưới sình này 39. Trời ơi 39 này 39, 39. Trời ơi đánh mày nó vùi đầu xuống sình này. 39, 39, 39. Số gì đây, số gì đây, số gì ra, con số gì ra. Bắc Kim Bang là lăng mấy rỡ. Con quá kèo là nhà quá còn 41. 41, 41, 41. 41, 41. Con gợi gì ra mấy gì ra. Sẽ có những lúc trái tim ta buồn. Sẽ có những lúc trái tim ta buồn. Sẽ có những khi cuộc đời không vui. Sẽ có những khi cuộc đời không vui. Người ơi buồn chi đời ta là thế. Hai cái mỏ chị nhọn quá rồi, đừng đừng làm vậy. Sẽ có những lúc chúng ta rất sạp. Con số 8, con số 8. Ở đây không có chúng ta, có mình bà thôi. Con số 8, con số 8, con số 8 có ông rồi đó. Con số 8 mấy gì ra, ba gì ra, ba gì ra, ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây. Ba gì ra, ba gì ra, ba gì đây. Sẽ có một ngày. Khóc gì ta, mấy gì đó. Mấy gì ra mấy gì ra, có ba gì ra, có ba gì đây. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng. Xin dịch trên ghế quán em để bán trái sầu riêng. Nhưng em không mắc túi tiền. 30 nguyên, nhìn 30 con 30. Còn 30, còn 30. Còn 30, còn 30, còn 30, còn 30. Mấy gì đây, số gì đây, có mấy gì đây, mấy gì đây. Ta đưa tiền hoa. Ai gì đây, cái hai gì đây, ai gì đây, cái hai gì đây, ai gì đây, cái hai gì đây.
số 7. Còn số 7, con số 7, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Tiếng đàn hoa lư 24, 24, 24, 24. Ê, đất nữ, đất nữ, đất nữ. Đại luôn chiều, nhanh gọn bắt đầu phục vụ bằng bắt dụng lại kế tiếp luôn quý vị. Với dòng lời tiếp theo vẫn là 20.000 đồng cho bà tạo lá vé được quý vị ủng hộ giùm em quý vị mình nhé. Rồi, con 13 dự định kêu qua. Có 1. Dạ số 1. Có 2. 23. Có 3. 51. Có 4. Rồi, hợp lệ kết trung giải thưởng chia đều giùm em. Dạ quý vị, và dòng lời vừa qua, chúng tôi sẽ quý bỏ bắt đầu phục vụ bằng bắt dụng lời mời quý vị. Và chúng tôi sẽ phục vụ quý vị thêm dòng loại này nữa. Và chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị về tiếng hát của tài năng trẻ ca sĩ Dương Chí Quân sẽ làm bài làm cô bác của số 2 tối đêm nay. Và một lần nữa chúc quân và cùng bác cũng thương tiện và tham gia tham dự cho chúng em. Và để tiếp tục chương trình, xin quý vị cùng trở lại tiếng hát người đẹp Đang Thư. Dạ rồi, kính thưa quý vị, và ngay từ bây giờ thì Đang Thư xin được trình bày qua một khúc được mang tên Tâm Sự Nàng Xuân quý vị nhé. Thank you.
xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Và xin cảm ơn và chị Diệp cũng đẹp đang thư với ca khúc đồng bài tên Tâm Sự Nàng Xuân. Mời quý vị và chị ta nhân viên của chú và thầy chúng em của tổng đồng lại về với cuối cùng, kính mong tất cả quý vị và cô bác đồng thư tìm tham gia tham dự. Hát bao nhiêu cơ anh? Hết vé. Hồ còn nhiều hồ anh? Mấy cơ? Năm. Nhí ơi, Minh Yến. Hết luôn. Sao còn nhiêu cơ? Ôi ôi, quá dễ thương luôn, hồ chú gõ luôn. Hả anh ơi? Còn mấy cơ? Năm hả? Rồi mình lên nơi xuống tình, tôi có tay tập trung vào sáng đâu. Yo, số. Rồi quý vị và cô bác đồng thời tham gia thì chúng em nhanh tay gọn lẹ quý vị. Sau trong lần này quý vị sẽ chào đón với tiếng hát của ca sĩ Dương Chí Quân. Số gì đây à? Số gì đây? Có mấy cờ ra, mấy cờ ra, mấy cờ ra. Búp bê này là xin giá ẩm. Búp bê này là xin quá. Búp bê là tóc và ẩn. Búp bê chào mì ao. Hãy dễ dàng hồ ơi, nhanh tay gọn lẹ đó quý vị ơi. Cô bác đồng chơi từ tham gia anh chị nhanh tay quý vị. Số gì đây có mấy cờ ra, mấy cờ ra, mấy cờ ra, mấy cờ ra. Hai gì đây à, hai gì đây kiếm, hai gì đây à, hai gì đây, sai gì đây. Gió đâu đến lạc buồn cả tầng hồ, dường hồng sáng soi không làm cho thắng căng đời. 21 ơi, 21, 21, 21, số gì đà mê, gì đà mê, gì đà mê, gì đà mê, gì đà. Số gì đà là bốn gì để bốn, gì đà là bốn gì để con, bốn gì đà là bốn gì để bốn, gì đà bốn gì đà. Ai đi miền Đông sao không dòng lên quê về miền Tây. Năm căng đầm dơi của đường ngu mới chẳng lên trong gió. Nơi miền Tây đất quê hương ngờ của dân sống yêu thương. Dù có điên sâu đậm lên tình người còn 40. Còn 40, còn 40, còn 40. Con bốn mươi, con bốn mươi, số gì đây, số gì đây, số gì ra, con số gì ra. Em bái ngàn đời, người con gái ở miền Nam, anh hùng mà dũng cảm. Con 18, con 18, con 18, con 18, con 18, con 18, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Chúng anh đại quá thật là trai, chúng anh đại quá thật là trai. Tự hình dung dáng đi là trai, đại là trai là chúng anh. Hãy subscribe.
thôi, xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và xin cảm ơn phần trình diễn của nam ca sĩ Dương Chí Quân quý vị. Và chúng ta sẽ số số và trở lại phần trình diễn của ca sĩ Dương Chí Quân nha quý vị ha. Rồi, thưa quý vị, thưa ơi, 6 giá, rồi nghĩ còn như thế ơi, nghĩ còn 5 giá. Rồi quý vị và các bác lúc tôi tham gia tâm giờ cho em dẫn dụng loại áp chấu quý vị. Thì ngoài ra chúng em sẽ có một dòng quyền đòi trảm, hai vé loto quý vị sẽ nhận qua đó làm một chiếc vé khuyến mại. Và khi quý vị đoạt giải quý vị sẽ được nhận qua đó làm một phiếu khuyến mại, quý vị sẽ thêm một dòng loại để làm quý vị sẽ quay vòng tròn quý vị, dòng quay may mắn. Và vô sản phẩm nào quý vị sẽ nhận qua sản phẩm đó quý vị ha. Rồi một lần nữa xuống quý vị đặt tay tập trung vào sáng đầu do số. Rồi nhìn lại đi ơi, có nhiều cân. Rồi quý vị và các bạn đồng thời tham gia những nhân tay còn lại đó quý vị. Còn mấy nhé gì hồi? Số gì đây à? Số gì đây? Có mấy cờ ra mấy cờ ra? Mấy cờ ra số gì đây? Số gì đây? Chân ra kỳ nhà ơ ơ số cây ơ tí. Anh nhớ phá hoa ở dương trần. Đừng có dối gian ta đây chỉ là mấy khúc. Trời ơi sao nhìn quang mắt ta phải được khỏi đây. Quá thiêu đến dân thường. Hãy cai rõ ràng mà tưởng tình có 19. Con 19, con 19. Con 19, con 19, con 19. Cuộc đời gì ra mấy gì ra. Em lặng nhìn theo người bước xa. Bao nhớ thương đông đầy ngập tràn trong tâm hồn ta. Em ước mơ ngày mai thay tình. Con số 9, con số 9, con số 9. Con số 9, con số 9. Nằm gì đây, cái nằm gì đây, nằm gì đây, cái nằm gì đây, nằm gì đây, con nằm gì đây, nằm gì đây. Em gái vừa quê, em gái vừa quê. Buồn đời giống ra, trong tận giấc mưa hôi lắm. Em chẳng yêu chẳng đẹp, ngày năm 25. Ôi xin lỗi quý vị nha, 55 nha quý vị. 55 chứ không có 25 nha quý vị nha, 55 nha. 55, 55, 55, 55, 55, mấy gì đây? Mấy gì đây, con số gì đây, số gì đây? Ngày xưa tôi có quên một người em gái nhỏ. Tôi đang 16 mai tóc trăm ngang dài. Hình như ngủ quá nở trong lòng đời ngọt ngào. Rồi yêu thương ai đêm, dấu tình gì cho nhau. Để hôm nào xuân qua thấy nào nào. Biết tôi cô đơn, biết nhau một lần nhớ nhau tình người. Còn 60, còn 60, còn 60. Con sáu mươi số gì đây, số gì đây, số gì ra, con số gì ra. Trong đầm thì đẹp cái bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen cái nhị vàng. Nhị vàng bông trắng mà lá xanh, gần bùng mà chẳng hoa tâm cái mùi sần. 39 mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Tiếp nhau, tiếp nhau cả ngọt người đêm. Giao ơi gì sao cái gì vậy? Cái mà cho cái trò gì mà mất dạy, cái nớ nó kỳ ghê, cho cái trò gì mất dạy 37.
là hơn không? Chưa. Trời ơi, cái đầu của tôi. 37 mấy gì đây? Số gì đây? Dừng chắc dừng là tất cả còn. Một lần nữa xin quý vị đã chụp vé trên tay qua và xin lấy vé quý vị. Rồi. Chứ sao vậy con? Sao mà sờ lơi vậy con? Trời ơi, con lên chi sớm để cho mấy cô mấy chú hát. 37 Trời ơi. Rồi dòng loại chị thấy rồi em. Dòng loại 150, 37 chị điểm qua. Dạ 37 có 1. 46. 46 có 2. 52. 52 có 3. 12. 12 hợp lệ. Rồi quý vị, và bốn con số chụp vào bốn con banh và chúng em sẽ tập ở bên ngoài quý vị. Và để tiếp tục chương trình trong một tuần này, xin quý vị chào đón trở lại tiếng hát của nam ca sĩ Dương Chí Quân. Để tiếp tục cho chương trình về thì chúng tôi sẽ gửi đến cả vị một chiếc tay của thầy thương ca khúc mang tên Ngược Gọi Tên Nhau trên nhiều tấm thương. Thank you.
rất là hay. Bà lát chắc là hai ca khúc được mang tên sao cũng được, xin chào tổ chức ạ.
phần thể hiện của nam ca sĩ Dương Chí Quân. Rồi quý vị, một lần nữa xin quý vị nào cứ tay chia tay tập trung vào sáng bắt đầu giờ số quý vị. Và sau dòng loại này là chúng em sẽ bắt đầu là có một dòng loại quy đổi trả. Đã hai vé lô tô quý vị sẽ nhận quân là một phiếu khuyến mại quý vị. Rồi quý vị sẽ cho nó là một dòng quay may mắn quý vị. Một lần nữa xin quý vị tay chia tay tập trung vào sáng đầu giờ số. Rồi nhanh tay lên trên nè. Có thể lửa đi ơi. Số gì đây nó có bay cờ ra mấy cờ ra. Bốn gì đây cái bốn gì đây à. Bốn gì đây cuối đầu mộng tên vương. Làm lỡ ra gì quan trai hồng nhan như nhau. Đào có nhập điều sổ đào 46. Dạ rồi. Rồi quý vị ơi. Dạ, trời ơi sao ướt nhẹp vậy? Sao nó ướt nhẹp vậy trời? Ủa sao vậy? Hồ. Em thổi cho nó khô chị coi. Chứ không được đếm đếm là kêu để cái đó cho ông hồ nó đếm. Hả? Bé hỏi có quà không hả? 12 giờ đêm đi chị tặng quà cho nha. Ừ, thì ghét bả ghê ông trời đất ơi. Nó hốt hụi chót vòng cuối luôn kìa mấy ông ơi. Rồi, kính thưa quý vị, hai tờ là vé lô tô cũ, quý vị sẽ đổi thành một cái phiếu bốc thăm trúng thưởng như mẹ quý vị nha. Và quý vị nào may mắn đoạt giải đó quý vị, là quý vị sẽ bước lên sân khấu. Mình sẽ tiến hành quay cái vòng quay may mắn này quý vị ơi.
trời ơi sao nó nặng dữ vậy trời. Ừ nặng quá. Em dùng hết sức đàn ông của em rồi đó. Mình sẽ quay cái vòng quay bắn nè, đó quay đó, cái mũi tên nó chỉa thẳng vô trong cái ô nào có cái phần quà trong cái ô đó, hốt cái phần quà nó đem về quý vị nha. Ủa sao mà sao nó không có cái tên của tôi vậy trời. Trời ơi chúc em về là tao nói ăn là lần đó ăn tết nguyên năm may mắn rồi. Dạ ở phía sau kìa. Rồi quý vị ơi, hai tờ lá vé lô tô cũ đổi thành một cái phiếu tập trung hưởng giùm em quý vị nha. Dạ đó hai vé đổi thành một phiếu. Ghê ở bốn vé đổi thành hai phiếu em. Đi thẳng xuống dưới luôn đi thắng rồi. Rồi đi thẳng xuống dưới luôn đó mẹ à, đó dạ đó đại gia đình ngồi dưới chưa được đổi vé kìa. Rồi kính thưa quý vị, chúng em xin được phép nhắc lại quý vị nha, vào tuần sau bắt đầu từ ngày thứ sáu tức là ngày 13 tháng 1 là ngày 22 âm lịch đó quý vị. Chúng em sẽ bắt đầu chương trình cái show Tết của chúng em tại gánh hát Lô Tô Nguyễn Nhân Ngư. Thì quý vị cũng đến ở trong thương dự giùm em quý vị mình nha. Chúng em sẽ diễn xuyên suốt từ ngày 22 âm lịch cho đến ngày rằm tháng Giêng. Tức là 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 15 rằm tháng Giêng đó. Thôi đó diễn tới hết mùng hết mền luôn quý vị nha. Dạ rồi đó cho nên là quý vị ơi, quý vị rảnh ngày nào quý vị cứ việc đến đi tham gia tham dự, cứ đến cứ vui chơi giùm em quý vị nha. Còn mà rảnh hết mùa Tết thì mười mình bao nhiêu mấy ngày tới hết đi quý vị, thế nào cũng có một ngày kinh thôi, yên tâm đi quý vị đúng không chị gái đúng không. Ê, chị nãy giờ có kinh bằng nào không, không có à? tuần sau tới đi em làm bùa nữa cho, trời ơi bùa em lắm đúng không. Rồi hồi ấy được. Còn quý vị nào chưa có được đổi vé không quý vị ơi? Còn quý vị nào chưa được đổi vé không ạ? Rồi, đổi hết rồi đúng không ạ? Rồi mấy cái cùi bỏ vô đây. Đặc biệt dòng này trúng em nha mọi người. Trời ơi, trúng má đem về bầm cho cá ăn. Ủa? Bầm cho vịt ăn. Nói gì vậy? Rồi, trộn lên, lắc lên. Lắc cái nắp đâu rồi? Chưa đủ kìa. À, rồi còn này nữa, rồi cái nắp đâu rồi? Thôi ở dưới này. Trời đất ơi, rồi trộn lên, lắc, quay điện lên. Được bò đó, ý bò đó. Rồi mày nhét ở đây hồi cái này nó dạ, rã đâu rồi này rớt ra nè. Để cái nắp lự xong lắc sóc vậy nè. Ừ rồi đặt vô. Ủa lộn chắc cha quên lộn tưởng bầu cua. Rồi hả, rồi lâu lâu để ta lên sân khấu lần chờ sức cũng bị kỳ chờ. Rồi lắc được chưa, trời ơi sức ra trời ơi trời hả, chưa ăn đó đó. Ừ rồi lắc rớt cái gì kìa. Trời ơi hồ nó tụ xuống bụng. Rồi, quý vị, rồi. Cho em xin một em thiếu nhi. Em thiếu nhi nè. Cho em xin một em nhỏ cái mặt bà già gần chết bà nội thi ơi. Thôi ơi. Ê, con trai. Lên đây con, lên đây, lên đây. Thôi ơi. À. Trời ơi, đừng có chạy. Con tên gì? Hồ Giá Bảo. Đây. Bảo hả? Trời ơi, tao Nguyễn Văn Bảo đó nhờ. Chào chú Sơn. Chào chú Sơn. Chào chú Hồ. Chào chú Hồ. Chào chị Thái Bảo. Thôi mà mình nghĩ đi rồi nè. Bây giờ con quay mặt lại trước, con, rồi con thọ cái tay ra sao, con bóc ngẫu nhiên một cái tờ nha. Một phiếu thôi. Rồi con biết đọc số chưa? Rồi đọc giùm chú. Ủa là chết trời quên đụng. Đọc giùm cho bà Sơn đi con. Đọc giùm cô chú đi. 2665. 2665. Trời đất ơi, người con gái trên người trinh nữ tinh thi đột giải kìa. Thì chưa, còn một vòng nữa. Ôi ơi, còn một vòng nữa. Rồi 2665 đúng ký hiệu. Lên đây, bà lên đây với tôi. Rồi. Bà quay cái vòng này coi, quay đi. Hả? Trời ơi, thôi quay nhẹ nhẹ thôi, cái vòng này tôi mà quay cái gì mà ra bà bạo lực với con gái. Trời ơi. Trời ơi thằng một cái nồi lẩu. Trời ơi, chúc mừng người trinh nữ tinh thi, tối nay về hấp lẩu mệt nghỉ.